Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về tập 9 Skibidi Zombie, một tập phim hay nhất từ trước đến nay. Titan Spiderman đã chính thức bị lây nhiễm và biến thành Zombie. Nhưng tại sao một cánh tay của anh ấy lại ngăn cản cánh tay còn lại bắn vào đầu để tự sát? Những dòng tin nhắn này thực sự có ý nghĩa gì? Và mình xin tiết lộ, đây là những dòng tin nhắn giả mạo. Đằng sau nó là một âm mưu vô cùng nguy hiểm. Âm mưu đó là của ai? Sự xuất hiện kịp thời của G-Man đã cứu sống camera POV khi Titan Spiderman đang lao vào vồ lấy anh ấy. Những nâng cấp hoàn toàn khác biệt so với tập trước khi anh ta sử dụng khẩu súng X-18. Tại sao lại như vậy? Đặc biệt, một cảnh tượng kinh hoàng khi lớp bảo vệ khu căn cứ bị bắn hỏng. Sự tấn công của hàng tỷ con zombie đang lao vào khu căn cứ làm cho chúng ta thực sự cảm thấy lo sợ. Tại sao 5 lần 7 lượt anh chàng Skibidi đầu chọc này luôn được cứu sống? Anh ta là ai? Và anh ta có nhiệm vụ gì trong series Skibidi Zombie này? Đặc biệt, sự xuất hiện của một bức hình Titan The Real Man nhưng kèm thêm dòng chữ tiếng Anh có ý nghĩa kẻ phản bội. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng, đến tập phim này chúng ta đã biết được người đứng sau mọi chuyện, đó là tên bác sĩ bệnh dịch nguy hiểm này. Diễn biến của tập tiếp theo của bộ phim sẽ đi về đâu? Tất cả câu trả lời sẽ được mình giải mã trong video này. Vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu tập phim là cảnh Titan Spiderman đang ra hiệu cho POV đừng tiến lại gần. Hai cánh tay của anh ấy đang có dấu hiệu bị rung lắc và bị biến đổi trở thành zombie. Lúc này đây, hành động Titan Spiderman đưa hai tay lên phía đầu, thực chất đó chính là hành động mà Titan này đang muốn tự sát, bắn vào đầu để không bị biến thành zombie. Nếu cánh tay bên trái không ngăn cản thì có lẽ phát bắn này sẽ là phá hủy đầu của anh ta. Vì anh ta hiểu được sức mạnh của bản thân mình, nếu một khi bị trở thành zombie sẽ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nhưng câu hỏi được đặt ra, tại sao cánh tay bên trái lại không cho cánh tay bên phải thực hiện hành động này? Sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc và sẽ suy đoán như sau. Đó có thể là Titan Spiderman vẫn đang tỉnh táo và khống chế không cho cánh tay kia tự sát. Nhưng mình thì lại không nghĩ như vậy. Nếu các bạn quan sát thật kỹ, trước khi cánh tay trái ngăn cản cánh tay phải bắn đạn, nhìn vào cái cách bàn tay này vặn sang bên và tiếng xương bị gãy, mình khẳng định cánh tay này đã chính thức bị biến thành cánh tay zombie. Nope. Và cánh tay zombie này chính xác nó đang ngăn cản Titan Spiderman tự sát. Tại sao nó lại làm như vậy? Đến chút nữa, mình sẽ lý giải rõ hơn về kết luận này nha. Giờ đây, Titan Spiderman đã chính thức bị lây nhiễm virus khắp người. Đầu tiên, cánh tay của anh ta dần bị biến đổi, rất nhiều gai mọc ra từ phía cánh tay. Cơ thể cũng chuyển dần sang màu xanh và màu đen. Chưa hết, khuôn mặt của anh ta giờ mọc ra hai cái ngà, giống như con sâu nào vậy, mình đã nhìn thấy ở đâu mà không thể nhớ ra nổi. Mồm anh ta cũng bị biến đổi trông vô cùng đáng sợ. Giờ đây, anh ta gào thét và tấn công POV của chúng ta. Tưởng chừng lần này POV của chúng ta sẽ hẹo, nhưng thật may mắn lại người hùng G-Man đã đến. Anh lại đến kịp thời. Lần này, anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác. Nếu như ở tập 7, anh ta chỉ có một cánh tay, còn cánh tay còn lại là một khẩu súng, thì trong lần trở lại này, anh ấy đã có hai cánh tay cơ bắp giống nhau. Và đặc biệt, sau lưng cánh tay anh ấy có hai bình năng lượng ghi tên X-18. Nó cũng có các vạch pin giống như với khẩu súng X-18 này. Có vẻ đến đây mình nghĩ X-18 không đơn giản là khẩu súng thôi, mà đó còn là một loại công nghệ về vũ khí giúp cho nhân vật sử dụng nó tăng cường sức mạnh. Chính vì vậy, giờ đây G-Man được trang bị cả một bình năng lượng đầy thế này, có khi đánh nhau đến sáng mai cũng không hết pin được. Và bây giờ mới là cảnh đặc biệt nhé. Các bạn chú ý, POV cầm trên tay một máy tính bảng và bắt đầu xuất hiện dòng chữ này. Nó có nghĩa là không giết Titan Spiderman và khống chế giữ anh ấy lại. Các bạn nghĩ là vì sao? Chắc hẳn đa số mọi người sẽ nghĩ vì Titan Spiderman của chúng ta là nhân vật quan trọng nên G-Man không được giết và phe liên minh sẽ cố gắng nghiên cứu thuốc giải rồi chữa cho anh ấy, đúng không? Vậy thì mình lại có suy nghĩ khác với các bạn rồi, để mình phân tích cho các bạn nhé. Đầu tiên quay lại cảnh khi POV của chúng ta cầm máy tính bảng lên. Trước khi đọc được dòng chữ này, có bạn nào nhận ra màn hình máy tính bảng đã bị nhiễu sóng hay không?
Và từ trong khung hình đó, các bạn có nhận ra hình của ai không? Xin thưa với các bạn, đây chính xác là hình của bác sĩ dịch bệnh này. Nhưng tại sao hắn lại có thể làm được như vậy? Các bạn đã quên rằng chính tập trước máy tính của phe Liên Minh đã bị lũ hacker xâm nhập và giành quyền kiểm soát rồi hay sao? Đó chính là lý do giải thích cho việc tên bác sĩ đã làm nhiễu sóng máy tính bảng của camera POV. Vậy mục đích của hắn xâm nhập lại để làm gì? Nope. Xin thưa với các bạn, đó chính là việc hắn gửi dòng tin nhắn giả này đây. Không giết Titan Speakerman này. Nếu bạn nào còn hoài nghi, mình sẽ đưa ra bằng chứng tiếp tục về việc đây sẽ là tin nhắn giả. Phải quan sát thật kỹ, các bạn có thể thấy tên người gửi tin nhắn này cho camera POV đang nhấp nháy liên tục. Lúc là TV Man, lúc lại là TV Woman. Vậy là chúng ta kết luận được việc tên bác sĩ này điều khiển tin nhắn giả gửi cho POV. Nhưng có bạn nào nhận ra được mục đích thật sự của hắn không? Nope. Xin thưa với các bạn, chính xác, hắn muốn Titan Speakerman thực sự biến trở thành zombie. Lúc đó, trong tay hắn sẽ có một người thủ lĩnh thực sự với sức mạnh đáng sợ giúp hắn đạt được âm mưu của mình. Và giờ đây quay trở lại video, chúng ta thấy sau khi nhận được lệnh từ máy tính bảng, Z-Man và Titan Speakerman bắt đầu giao chiến. Có vẻ như Titan Speakerman không phải là đối thủ của Z-Man, bởi vì Z-Man giờ đây được tăng sức mạnh từ bình X-18 này. Tốc độ của anh ấy quá nhanh. Nhìn cái cách Monster Up xây dựng màn đấm bốc này trông vô cùng đã mắt đúng không mọi người? Đặc biệt, khi Titan Speakerman bắn hai quả đạn mà Z-Man còn bắt lại được, nhìn mà vô cùng thích thú. Giờ đây, sau khi đấm ngã Titan Speakerman, Z-Man của chúng ta áp sát, khống chế và có vẻ như muốn làm điều gì đó để giảm sự lây nhiễm của virus zombie. Nhưng chưa kịp làm gì thì lõi năng lượng của Titan Speakerman đã phóng ra một luồng tia laser màu đỏ cực mạnh. May mắn Z-Man của chúng ta đã lé được, nhưng mặt anh ta lại có vẻ bị thương khá nặng. Nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra, luồng tia laser đó đã vô tình phá vỡ lớp bảo vệ của khu căn cứ. Và giờ đây, có lẽ mục đích của tên bác sĩ đang dần dần được Titan Speakerman thực hiện. Lập tức, một cảnh quay vô cùng đáng sợ diễn ra. Nếu như ở các tập trước chỉ có vài con zombie mà thôi, thì đến bây giờ, trời ơi, mình đang nhìn thấy cái gì thế này? Một đàn zombie đang lao vào tấn công khu căn cứ. Mình không thể tin nổi Monster Up lại nghĩ được ra ý tưởng tuyệt vời này. Và mình đã đếm thử, có 9999 con zombie ở đây. Nếu không tin, bạn thử đếm mà xem. Đi bà bạch con, đi bà bạch tao lấy mày. Và giờ đây, chúng tràn vào tấn công khu căn cứ. Cảnh quay lại hướng đến một nhân vật sờ kim đi đầu chọc này. Anh ta sắp bị một con zombie lao đến. Nhưng vì có lẽ để người khác cứu quá nhiều rồi, lên camera POV của chúng ta quyết định ra tay anh hùng, bay đến đạp con zombie dính vào cầu thang. Nhưng đến đây một bức hình của Titan The Real Man lại được dán trên tường. Bên trên thì ghi dòng chữ có ý nghĩa cảnh báo, còn bên dưới có ý nghĩa kẻ phản bội. Thật khó để đưa ra kết luận về thông báo này của Monster Up. Mình nghĩ có thể hiện tại lúc này trong phiên bản của Dom Studio thì Titan The Real Man đang bị mụ Alpha điều khiển và tấn công ngược lại phe đồng minh của mình. Chính vì vậy lên Monster Up mới có bức hình này. Cùng quay trở lại với tập phim, chúng ta có một điều thắc mắc. Tại sao nhân vật The Kibi đầu chọc này lại sống sót một cách thần kỳ qua nhiều tập? Liệu anh ta giữ vai trò quan trọng gì trong tập phim? Đến đây, mình có một giả thuyết. Nhưng mình nhắc lại, đây chỉ là giả thuyết của mình thôi nhé. Nếu không đúng, mong các bạn thông cảm nhé. Mình có cảm giác anh chàng này sẽ là phiên bản của chính Monster Up khi còn trẻ. Còn hình đại diện của anh ta có lẽ sau đã về già, giờ anh ta đang ngồi kể lại câu chuyện cho chúng ta nghe mà thôi. Nếu bạn nào đồng ý với quan điểm này, hãy bình luận cho mình được biết nhé. Quay trở lại video, thêm một con sờ kim đi khác đang tấn công lao đến camera POV. Lúc này đây, anh ấy đã dùng bộ tên lửa đẩy để đốt cháy nó. Nhưng tại khung hình này, mình phát hiện ra một thông tin vô cùng thú vị. Tại vị trí dòng chữ tiếng Anh này, mình đã cố gắng dịch nó ra và phát hiện một ý nghĩa. Virus zombie là một dạng của trí tuệ nhân tạo. Nó có khả năng tự kiểm soát và khống chế thời gian biến thành virus của vật thể bị lây nhiễm. Hay nói cách khác, nó thích trở thành zombie lúc nào thì nó thích mà thôi. Việc đó giải thích cho hình ảnh Astro Toilet
bị biến thành zombie ngay sau khi bị cắn ở tập trước. Và đến cả Titan Speakerman của chúng ta cũng vậy. Nhưng anh chàng camera này thì lại khác, phải mất tới 2 đến 3 tập mới trở thành zombie. Quả thật, đây là một loại virus quá kinh khủng tởm luôn. Nope. Tiếp tục quay trở lại video, lúc này đây, máy bay của phe liên minh đã đến cứu họ. Bỗng nhiên trên đường đi, POV quay sang phía bên trái, tên bác sĩ dịch bệnh cũng ở đâu đó xuất hiện. Và ngay một giây sau đó, hắn ta lại hóa thành một zombie và tấn công POV. Nhưng rất may anh ấy đã nhanh chóng và leo lên máy bay. Và khi lên tới máy bay, mình vô cùng thắc mắc, không hiểu từ khi nào mà anh chàng đi di toilet này đã nhanh chân hơn cả mình rồi. Và khi máy bay đang đóng cửa lại, chúng ta lại thấy sự xuất hiện của tên bác sĩ dịch bệnh đứng giữa đám đông zombie. Vậy là chúng ta đã có thể kết luận được tên bác sĩ chính là người điều khiển lũ zombie này. Nhưng máy bay đã cất cánh đi và Z-Man của chúng ta thì vẫn còn ở lại. Không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với anh ấy nhỉ? Vì anh ấy đã bị thương khá nặng ở khuôn mặt, hy vọng vết thương này không làm anh ấy bị nhiễm virus. Và chắc rằng chúng ta sẽ phải chờ đợi đến tập 10 mới biết được chính xác mà thôi. Và trên đây là video phân tích bí ẩn tập 9 Skibidi Zombie của Boom Game. Còn bạn, bạn phát hiện ra bí mật gì? Hãy bình luận để mình và mọi người cùng biết nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.